golf là môn thể thao hấp dẫn và đầy bí ẩn. Điều này không chỉ thể hiện ở kỹ thuật chơi, tính bất ngờ mà còn cả luật lệ của nó nữa. Dù được mệnh danh là thú chơi quý tộc bởi độ lạ và độ khó, nhưng golf vẫn có một sức hút đặc biệt với người chơi ở Việt Nam. Golf ra đời từ thế kỷ 15 tại Scotland, sau đó xuất hiện các quốc gia lân cận. Năm 1744, câu lạc bộ golf đầu tiên đã ra đời với tên gọi Honourable Company of Edinburgh Golfer. Sau 170 năm, ở Anh đã có đến 1.800 câu lạc bộ. Đây cũng là thời điểm mà bộ môn golf lan truyền khắp thế giới và xuất hiện những cái tên đình đám trong các giải golf nhà nghề như Arnold Palmer, Brian Nation, Gary Player, Ben Hogan. Vài thế kỷ sau đó, golf mới bắt đầu tiếp cận Việt Nam theo con đường thực dân. Với nước ta thì golf cũng đến vào năm 1922 khi người Pháp thiết kế cái Đà Lạt thì họ thiết kế cái bình đồ của sân golf. Và cùng với việc xây dựng Đà Lạt, các cái biệt thự, các cái đường xá và cái kiến trúc của toàn bộ Đà Lạt và cái bình đồ sân golf thì đến năm 1932 thì cái sân golf đầu tiên 9 lỗ của nước ta đã được. Nếu tính từ thời điểm đó đến nay, golf đã có mặt ở Việt Nam gần 100 năm. Thế nhưng golf thực sự được khởi động ở Việt Nam khoảng 20 năm trở lại đây. Điều gì khiến cho môn thể thao này bị ngủ quên nhiều năm như vậy? Nước ta có chiến tranh và vì cái cuộc chiến tranh đó chúng ta bị gián đoạn đi. Người Mỹ vào họ khôi phục sân golf nó năm 1955, rồi nó tiếp tục cho đến năm 66. Mặc dù ở phía Nam họ vẫn đánh golf nhưng không đáng kể lắm. Và chúng ta đến năm 75 chúng ta thống nhất đất nước thì chúng ta lo vào cái cuộc gọi là cơm áo gạo tiền, xây dựng lại đất nước bị tàn phá sau chiến tranh và chúng ta quên bẵng cái môn golf đi. Đầu những năm 90, một số chuyên gia nước ngoài kinh doanh lĩnh vực golf đến Việt Nam khảo sát và nhận ra tiềm năng phát triển golf nơi đây. Kết quả là cùng một lúc có 3 sân golf ra đời năm 1993. Đó là sân golf Đồng Mô, Thủ Đức, Vũng Tàu và khởi động lại là sân golf Đà Lạt. Thời điểm đó, Việt Nam cũng có một số người biết đến golf, thậm chí đã chơi golf khi ra nước ngoài học tập và công tác. Vậy nên, sự xuất hiện của các sân golf tạo điều kiện thuận lợi để họ có thể chơi golf ở quê nhà, thiết lập các bạn chơi có cùng sở thích. Số lượng người chơi golf bắt đầu tăng lên ở cả hai miền Nam Bắc. Năm 2007, đánh dấu bước ngoặt lớn đối với golf, đó là sự ra đời của Hiệp hội Golf Việt Nam, VGA. Hiệp hội ra đời nó có rất quan trọng bởi vì nó định hướng cái phát triển golf và nó thúc đẩy phát triển golf, nó thành lập các chi hội và nó phát triển golf. Trong đó, sự ra đời của Hội Golf Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005, Hội Golf Hà Nội năm 2010. Đáng chú ý là hàng loạt các câu lạc bộ golf được thành lập trải dài cả ba miền đất nước. Các câu lạc bộ golf chính là một trong những nhân tố có tác động rất lớn đến tốc độ phát triển phong trào chơi golf ở Việt Nam, bởi mỗi câu lạc bộ được thành lập lại có rất nhiều thành viên mới tham gia. Theo như tôi được biết thì nó cỡ khoảng trên 60 câu lạc bộ lớn nhỏ. Ở một góc độ của phong trào thì sức mạnh của các câu bộ chính là sức mạnh của phong trào. Từ miền Nam bây giờ cũng rất là nhiều câu lạc bộ, rất là cũng vì nó phát triển chung đấy, nhất là sau cái giải Union Cup ấy, là anh em rất là thích cái thể thức mà đánh đồng đội, cho nên là nó rất là hào hứng và rất là nhiều câu lạc bộ mọc ra từ cái thời đó. Số lượng người chơi golf tăng lên nhanh chóng, kéo theo ngành công nghiệp golf cũng phát triển. Đó là hệ thống các sân golf mới được xây dựng, đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài gia tăng nhanh chóng. Chuỗi kinh doanh các sản phẩm phục vụ người chơi như bóng, gậy, trang phục khi ra sân cũng theo đó mà tăng lên. Thực tế, golf phát triển ra sao và những yếu tố then chốt quyết định điều này là gì? Mời quý vị theo dõi số thứ 2 của loạt phóng sự với tiêu đề Golf, sân chơi lớn của các golfer nghiệp dư.